Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, tất cả các hoạt động kinh doanh bảo hiểm cần tuân thủ pháp luật của nhà nước về lĩnh vực này. Mời anh chị cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Để khởi động, hãy ghép tên luật, nghị định vào các phân loại luật tương ứng. Hệ thống văn bản pháp luật gồm 3 loại chính như sau. 1. Luật nền bao gồm: Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Đây là những luật nền tảng và áp dụng chung trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 2. Luật về bảo hiểm bao gồm: Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010, Nghị định số 73 ban hành năm 2016.

thuế thu nhập doanh nghiệp, luật đấu thầu, luật cạnh tranh, luật xây dựng. Đây là những luật có chi phối đến các hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Tùy theo sản phẩm và hoạt động bảo hiểm có liên quan đến lĩnh vực nào mà doanh nghiệp bảo hiểm cần phải tìm hiểu và tuân thủ văn bản luật tương ứng. Trong đó, anh chị cần nắm thực chắc những quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 bao gồm 9 chương và 129 điều. Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Hợp đồng bảo hiểm. Chương 3: Doanh nghiệp bảo hiểm. Chương 4: Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Chương 5: Tài chính, hạch toán, kế toán và báo cáo tài chính. Chương 6: Đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp mua giới bảo hiểm. Chương 7. Quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Chương 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Chương 9. Điều khoản thi hành. Anh chị lưu ý phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, không bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi, vân vân. Tiếp theo, mời anh chị chuyển sang nội dung số 2, hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm được chia ra làm 3 loại theo đối tượng bảo hiểm thứ nhất hợp đồng bảo hiểm con người bảo hiểm cho các đối tượng là tuổi thọ tính mạng sức khỏe tai nạn con người thứ hai hợp đồng bảo hiểm tài sản bảo hiểm đối tượng là tài sản bao gồm vật có thực tiền giấy tờ trị giá bằng tiền các quyền tài sản thứ ba hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm cho đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định pháp luật Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có sự khác nhau. Trong đó, số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm con người do bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm tự thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó. Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Số tiền bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm là căn cứ pháp lý xác lập quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Vậy nội dung và hình thức của hợp đồng bảo hiểm như thế nào? Hãy click vào các mục tương ứng để theo dõi. Về nội dung Hợp đồng bảo hiểm bao gồm: một, tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng. 2. đối tượng bảo hiểm. 3. số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm. 4. phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm. 5. điều khoản loại trừ. 6. thời hạn bảo hiểm. 7. Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm. 8. Thời hạn, phương thức giải quyết quyền lợi. 9. Các quy định giải quyết tranh chấp. 10. Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng. Về hình thức, hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Đó là các bằng chứng giao kết như giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định. Hãy cùng tham gia trò chơi sau. Hãy sắp xếp các nội dung cho đúng theo từng mục. Khi hợp đồng bảo hiểm được lập ra. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sẽ có quyền và nghĩa vụ như sau. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền: 1. Thu phí theo thỏa thuận. 2. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin. 3. Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm. 4. Từ chối trả tiền bảo hiểm. 5. Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất. 6 yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm. 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Còn bên mua bảo hiểm có các nghĩa vụ sau. 1. Đóng phí đầy đủ. 2. Kê khai thông tin trung thực đầy đủ. 3. Thông báo trường hợp tăng rủi ro. 4. Thông báo sự kiện bảo hiểm. 5. Đề phòng hạn chế tổn thất 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định. Hãy cùng trở lại với trò chơi ghép nối nhé. Ngoài những nghĩa vụ trên, bên mua bảo hiểm được hưởng những quyền lợi sau. 1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm. 2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm. 3. Yêu cầu được giải thích, tư vấn, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. 4. Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm. 5. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. 6. Các quyền khác theo quy định. Và bên doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ dưới đây. 1. Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm Hai, trả tiền bảo hiểm, bồi thường kịp thời. 3. Giải thích điều kiện, điều khoản hợp đồng. 4. Giải thích bằng văn bản lý do từ chối giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 5. Phối hợp với bên mua bảo hiểm bồi hoàn cho bên thứ ba. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chúng ta đến với các trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng khi bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm. Không chấp nhận tăng phí bảo hiểm khi có sự thay đổi làm tăng rủi ro được bảo hiểm, không thể đóng được phí sau thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm sau thời gian được doanh nghiệp bảo hiểm ấn định. Bên mua bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng khi doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật. Khi đó doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật. Không chấp nhận giảm phí khi có sự thay đổi làm giảm rủi ro được bảo hiểm. Ngoài ra, anh chị cũng cần quan tâm đến một số vấn đề khác có thể xảy ra cụ thể như sau. 1. Hợp đồng bảo hiểm trở thành vô hiệu khi bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm. Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại hoặc bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra. Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt khi bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 3. Sửa đổi, bổ sung và chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn bản. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải thay đổi bên mua bảo hiểm. Cuối cùng, mời anh chị tìm hiểu những thông tin liên quan đến thời điểm và thời hạn được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Hãy click vào từng mục để theo dõi chi tiết. Thứ nhất, thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Có bằng chứng về hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Thứ hai, thời hạn yêu cầu trả tiền bồi thường là một năm kể từ ngày sự kiện bảo hiểm xảy ra, không tính thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, hoặc một năm kể từ ngày biết sự kiện bảo hiểm xảy ra, hoặc một năm kể từ ngày người thứ ba yêu cầu. Thứ ba, thời hạn trả tiền bồi thường theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu không có thỏa thuận, thì phải trả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thứ tư, thời hiệu khởi kiện là 3 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung số 3 quy định về doanh nghiệp bảo hiểm. 1 sự bảo hộ của nhà nước với kinh doanh bảo hiểm. Theo điều 4 luật kinh doanh bảo hiểm, nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. 2. Quy định về doanh nghiệp và người nước ngoài tham gia bảo hiểm tại Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới. Trong đó, dịch vụ bảo hiểm qua biên giới là dịch vụ do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. Anh chị lưu ý đến quy định về thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thành lập với hình thức là công ty cổ phần bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, hợp tác xã bảo hiểm. Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Cần chú ý rằng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chỉ được thành lập với hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn nếu là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thì có thể thành lập chi nhánh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về khai thác bảo hiểm như sau. Doanh nghiệp bảo hiểm, ví dụ như Generali, có thể phân phối sản phẩm đến bên mua bảo hiểm thông qua các kênh phân phối khác nhau như phân phối trực tiếp, phân phối gián tiếp thông qua đại lý bảo hiểm môi giới bảo hiểm, hình thức tiếp theo là đấu thầu và một số cách phân phối khác. Khi khai thác bảo hiểm, chúng ta cần chú ý những quy định cụ thể như sau. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ và đưa ra các yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của bên mua bảo hiểm để tư vấn cho bên mua bảo hiểm những sản phẩm bảo hiểm phù hợp doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ một số nguyên tắc chung khác về cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng luật kinh doanh cấm các hành vi như sau can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm của bên mua bảo hiểm yêu cầu ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới hoặc những người có liên quan phải tham gia bảo hiểm dưới mọi hình thức. Tranh thủ uy tín, ảnh hưởng và chỉ đạo dưới mọi hình thức của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để cung cấp dịch vụ bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của bên mua bảo hiểm. Các bạn hãy ghép nối các quy định về quy tắc, điều khoản và biểu phí này nhé! Tiếp theo, mời anh chị cùng tìm hiểu thông tin cuối cùng trong nội dung bài học này. Quy định về tài chính và thận trọng. Đầu tiên, để đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm như sau. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu 600 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nhân thọ và nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe được yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu 600 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm sức khỏe được yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu 800 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bao gồm bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm sức khỏe được yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, vốn điều lệ phải lớn hơn vốn pháp định tối thiểu 200 tỷ đồng. Sau đây là nội dung về ba quỹ theo quy định của pháp luật. Anh chị chú ý. Quỹ dự phòng nghiệp vụ, quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Quỹ dự phòng nghiệp vụ nhằm thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích lập hàng năm là 5% lợi nhuận sau thuế nhằm tăng khả năng tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc là một trong những tiêu chí đánh giá tiềm năng tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Mục tiêu của quỹ là bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm. Chế độ hoa hồng, thu lao đại lý cũng là những thông tin vô cùng quan trọng. Anh chị cùng theo dõi trên màn hình. Bản 1. Bản tỷ lệ hoa hồng tối đa theo các loại nghiệp vụ bảo hiểm và phương thức nợp phí. Bản 2. Bản tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Bản 3. Bản tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Anh chị hãy click vào từng bản để xem chi tiết. Bản 1. Bản tỷ lệ hoa hồng tối đa theo các loại nghiệp vụ bảo hiểm và phương thức nộp phí. Bản 2. Bản tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Bản 3 bản tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Chế độ khen thưởng và hỗ trợ đại lý được quy định như sau. Khen thưởng và hỗ trợ được phép nhưng không quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính. Không được phép khuyến mại cho đại lý bảo hiểm khi dịch vụ bảo hiểm được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu thì doanh nghiệp bảo hiểm không được chi hoa hồng cho đại lý bảo hiểm. Một số quy định về quản lý nhà nước được nêu chi tiết như sau. Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Bộ và cơ quan ngang bộ là các cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chính sách chế độ liên quan đến kinh doanh bảo hiểm. Ủy ban nhân dân các cấp là các đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo quy định của pháp luật. Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh tra, tổ chức hoạt động thanh tra và một số quy định khác cụ thể. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không hoạt động đại lý trong thời hạn 3 năm liên tục, nếu muốn tiếp tục hoạt động đại lý thì phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới.